vô mà cứ mà cho họ tiệt hơi xôn đập môi bọc mà bọn xôn đập môi full spot trông khá lấy của em bọn bà chê bị ơ phô bầm bầy ấy mà xe tay mà đón xả lễ bọn em bọn xả lịch với anh bà xa mình tên lên tận nà mục lên cho mùi nâng full ở chỗ kia hay lên cho mùi nâng con cả đồ chì bột đi ấy của em bọn mà xì khi nha mình tên xôn đập môi con muối lên cái rô mê này của em bọn bà nè cái rô mê là chị thuyền bà sản thế là anh sản mình tên sau đập môi phong môi ngoan bổn bà cầm xây nhanh ta mà đón hay vậy mà tua luôn bên tật năm cái sập bốn phía rồi bà năm cái sập trăm bốn phía rồi sau đập môi bà lên vậy tới lên ở trên đó ngoan bổn là đi lên ở trên đó mình tên càng lười thổ ấy miên được không bà này là đam mê mà chung sân bà càng cái ở chân non khổm chân non thì nọc tiết của em bổn chân non ở hẳn á chân này nọc bà nhưng mà một chung sân như tôi mới gặp nọc bà hay là nếp miên hơi miên ấy tưởng hóa cũng mà bổn mà hơi xin này xin được hóa bà đây chị kiên với chị kiên ấy chị kiên ở cột bà chị kiên lên cho chị kiên cột bà sát của em bổn sát là vàng coffee lan thôi mà lại bà mơ bóp lấy cái này ta mà đọc mà xong đọc môi bông môi tao là gì mà không đọc tên xin mẹ phần không với xong đọc môi đi bọn em bốn mà mò cho môi nâng bông bầm bầy này bông bầm bầy xong bắt phép mình tên bông bà cho hiên này hỏi bông bì lửa này kiếp thì tới xong bắt phép khăn bọn em bốn lan xong đọc môi đi hay mò cho môi chế bớ kia thay bọn em bốn lan đại trong ban lấy ở đâu trong sạch đập là biếp chỉ miếng pe đại dương bạc lan bạc đại chẳng có ngàn phốn mà lan này cứ thầm mai tam mà là sao mình chơi bị chỉ mà mình đã bắt chỉ miếng thôi pro mình tên ba pro mình tên là này anh miền đôi đó sang bay miền tụm ở cũng ngàn phốn miền bờ lim chỉ cột ở đây chỉ cột mẹp sợi đây làm lẹ sợi ấy bạch và ai cũng ngàn phốn tìm phong chi tới nơi do đây từ đâu à nô nơi sinh ngày đó về tiền của tháng cũng ngàn phốn bà chẳng dương miền bờ lim chỉ cột rồi chỉ sợi tam mà đón bà nơi bờ lim chỉ cột xin bà hay mau cho mọi người nhẹ anh đợi rồi rồi chỉ sửa tạm đâu của anh phụ mà chẳng là nó cứ đôi nhẹ chẳng của anh phụ mà lên ở trên hay lên rồi hỏi chẳng chạm tạm của anh phụ là mật đó vậy từ lại cho cha nghe thử hãy lan từ do từ tạm đâu của anh phụ mà gặp lại chương VIP của anh phụ gặp lại chương VIP bộ bộ phe của anh phụ mà bộ bộ phe xong thì mọi người tạp lô cho mọi người phụ mà được cái này chống của anh phụ phải cái này sao mình tên tăng mục tăng cái đó của em bốn sát sát bình tên số là môi bông môi như của em bốn bà chấm của em bốn mẹp tờ lấy với tờ lấy hiện thu thu đai đấy của em bốn bà thôi dùm nóng số là môi phân cái này cặp ta với lột của chiếm của em bốn bà tên bông môi trong khlấy đây chẳng ở tờ lấy thu chiếm cặp ta chấm của em bốn là trong bàn xem của bực cua do tờ chiếc hồng krong do tờ chi tam khai đây thôi mà đai ọt cho phục sở ọt làng phân nôm ấy nắng ai cho cha bán của em phổn bà xong đập mùi ní của em phổn xong mùi bông mùi sạc lê rồi chỉ sạc chết thì tôi lại tiếp bên tay của em phổn hiệp tiếp mùi là anh ta của mẹ không mà đá là nó cứ tiếp thì sai vì sẽ mấy option và là món dân trí của em phổn tại vì mấy option thì sẽ tới lỡ dân trí việc on road chi ở chỗ phổ chỗ ấy dân như tôi chỉ là cái nạc của xe chi cho tất đặc ấy nó lấy thông mà đá nó cứ thử mày tay mà đâu ngoài phone bạn người ta bảo xin chụp qua phone cho chị ca phục thầm chị công ấy nắng rồi có cho miền sạch miền ấy anh nghe của bà ông ngoài phone là sao là này mình gặp bị ta thế chẳng bộ ngoài phone bà thời ca cho cha bán ngoài phone sao là anh ai chạy thông một bán xôn đập pi trần bảy phải bốn chân vào mũi xôn tay trầm bấy bây rồi đập pi sàm pi bà chị kiên cái lên hai đôi chị sạch ấy cái lên hai đôi bộ ngoài phone bà hay đây càng khỏi nước ngoài phốn càng lợi thủng và ở sài gòn tới ai đọc tục bình bàn ở đây đây ngoài phốn bà đọc tục bình bàn bà ở sài thán kén nơi càng ca sông bảy ma caro đã phơi một đợt thi ngày ba sáu mấy ngoài phốn chìm đó là khơi những hàng sâm đáy bà chìm đó là khơi những hàng sâm đáy bà khang lừa cho nên ném bảy đám bà lấy khang lừa cho nên ném bảy đám xong một con nó chìm riệp liếp ngoài phốn